chưa có điểm và vấn đề đây là chúng tôi khi bước vào khu giải thì chúng tôi cũng gặp những cái đối tượng tương đối là mạnh, những cái đội nhất nhì ba của năm rồi. Đấy là điều đầu tiên, chúng ta có một lực lượng rất là hùng hậu và dày dặn kinh nghiệm. Về phía chúng tôi thì hầu như là cầu thủ trẻ nhiều, và đặc biệt là khi các bạn chưa sau những trận đấu các bạn chưa có những cái sự tự tin và hầu như các bạn thấy những cái tình huống được truyền cuối cùng lại là không chính xác. Đó là vấn đề mặt tâm lý. Về hàng công của Hoàng Gia Lai thì ông nghĩ rằng là để mà Hoàng Gia Lai cần có những bài phối hợp khác hay không, thay vì là một văn thanh tấn công thì dường như là có vẻ không mang hiệu quả. Thực sự ra thì chúng tôi cái chiến lược xây dựng của câu lạc bộ chúng tôi là đào tạo cầu thủ quốc nội và cầu thủ trẻ. Hiện tại trong cái giai đoạn này thì chúng tôi là có những con người tấn công như thế, làm sao qua những trận đấu để dần dần giúp các bạn là cải thiện được cái vấn đề về chuyên môn cũng như là cái khâu chuyển nhượng. Vẫn biết là Hoàng Gia Lai là tập trung cho các cầu thủ trẻ rồi, nhưng mà nếu mà vẫn với kết quả như thế này thì liệu ông có nghĩ rằng có nên phải thay đổi không, hay là phải giữ vững cái bản sắc của mình? Tại vì ba trận đấu hôm qua thì Hoàng Gia Lai chưa có điểm và kém nhất là không ghi bàn. Tôi nghĩ chúng tôi đã có cái chiến lược và cái chủ trương rồi này, chúng tôi sẽ theo cái con đường này. Tại vì bây giờ phải chấp nhận những cầu thủ trẻ và một đấu trường V-League như vậy, chúng tôi phải chấp nhận thì hy vọng các em sẽ qua những trận đấu như vậy, các em sẽ trưởng thành. Thưa ông, kể cả khi xuống hạng vẫn chấp nhận. Tức là trong giai đoạn 2 ngoài ra ai cũng không có ý định để thay đổi lối chơi của mình, thay tức là có các tiền đạo ngoại thì nó kia là chỉ cho các cầu thủ. Thực sự ra hôm nay mới là trận thứ 3, còn rất dài để mà nói về chuẩn bị cho cái lượt 2 thì phải có cái sự chủ trương từ phía chủ tịch câu lạc bộ, cho nên bây giờ tôi chưa có một sự chuẩn bị trên giai đoạn, bây giờ mới bước đầu vào cái giai đoạn 1. Tức là chủ trương và sử dụng những cầu thủ trẻ thay vì mua những ngoại binh có chất lượng ở Tây về Hoàng Gia Lai, đấy là chủ trương của Bảo Đức. Thì cái chiến lược của câu lạc bộ chúng tôi là đào tạo trẻ, đó là chiến lược chúng tôi. Nếu mà tìm một cầu thủ ngoại chất lượng to cao về thì rất thì bình thường thôi, nhưng ví dụ bây giờ chúng tôi có tiền ra tôi lấy một cầu thủ về rất hết sức bình thường, nhưng mà khi để đào tạo được các em cầu thủ Việt Nam nội như thế để các em thi đấu trong trường này, đó mới là điều quan trọng. Còn nếu đi ra mua một cầu thủ về là hết sức đơn giản,